Ở đây chúng ta đang có bài liên quan đến organization, mang nghĩa là cái phòng ban như là cơ quan của mình đúng không ạ? Nào bắt đầu nha mọi người ơi, đầu tiên chúng ta sẽ có 3 câu hỏi ạ. Chúng ta đã có câu số 1 là thực hành rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có câu đầu số 2 và số 3 nhá. Yến nào em ơi, Vera Nguyên bật camera cho cô. On average, how many people are there in one department? There are 20 people in one department. Yeah, there are 20 people in one department. Ok, nói thêm đi. Là những người gì hoặc là người ta làm và chịu trách nhiệm như thế nào trong cái môi trường làm việc đấy? Nói rõ chi tiết hơn cho cô nào. We have a nursing and a doctor who take care for patients. Take care of patients. We are trưởng khoa gì ạ? Dean, head of, hoặc dean of. Khoa mình sử dụng từ head of hoặc dean of nha. Department. The head or the dean of department. Này em chưa chuẩn bị ạ. Ok. Thế rồi thì nếu chưa chuẩn bị thì bây giờ cô lại cho mấy phút để các bạn cùng nhìn được cô nhá. Chúng ta đang có câu hỏi, hai câu hỏi cho số sang số 34 ạ. Hai câu hỏi cho trang 34. On average, how many people in one department? Và câu thứ hai, does your company have overseas branch offices? Công ty của bạn có cái chi nhánh ở nước ngoài hay không? Mọi người mở sách ra cho cô nhìn trong trang 34, chuẩn bị trong vòng 2 phút sau đó chúng ta trả lời nha. Trần Hoa và Uyên bật camera.
Rồi ok. Bắt đầu nhá. Các bạn ơi nhìn cho cô này, đầu tiên ra là hai câu, mỗi người trả lời luôn hai câu luôn ạ. À. Bạn Uyên làm trước. Uyên ơi. Alo. Dạ, cô gọi Rồi, bạn ok mời em. khác. Cô. Ủa cái màn hình của em bị sập xuống nhà em mở nó lên ta. Đâu, nó đang ở trong trang số 34 mà. Dạ rồi Trang rồi rồi. 34, hai câu. Dạ. There are three departments in my company. Rồi. Including accounting department, administrative department and sales department. Sales MA and sales department. Sales. On average, how many people are there in one department? About accounting department, there are three members. Okay. There are three members. Yeah. Administrative department. Administrative department. There are three members. There are three members. In sales department, there are 10 members. 10 members. The accounting department yes. will repair financial information. Yes. And administrative department will prepare salary and make a recruitment plan. Okay. Sale members tìm kiếm thị trường là sao? Thị trường sẽ là find potential customers, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Yeah. And market, mở rộng thị trường. Dễ không em? Sang câu tiếp theo. Ok. My family have overseas branch office. Company, my family đâu nhá. Yes, it has, đúng không? À, xin lỗi, yes, it does. Mà nghĩa là có, đúng không ạ? Yeah. Yes, it does. And located in Hong Kong. Hong Kong. Okay. My parent company located in Hong Kong. Gì nữa? That's all được rồi nhá. Ví dụ nhá, công ty hiện tại bây giờ đang có văn phòng ở Hồng Kông với bao nhiêu nhân viên, em tự bịa ra đúng không ạ? Our company has the branch in Hong Kong, which has nearly 300 employees. Chúng tôi cũng làm việc rất là chặt chẽ. We work close together. We work closely together. Cooperate and develop. Để có thể hợp tác và phát triển. Cái này là cô Buffett thôi. Cô viết công ty em cô viết cô Buffett vậy thôi à?
We work closely together to cooperate and develop. Chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với nhau để cùng hợp tác và phát triển. Được chưa em ơi? Yeah. Đó, kiểu kiểu như vậy. Rồi tiếp tục Yến Bùi nào. We usually have a bright thing at 7 a.m. to discuss about difficult case and difficult case thôi chứ không có sử dụng là case discuss about nhá. Discuss difficult case. And my head department. My head of department. Will assign tasks. Okay. To everyone. To gì? Everyone. To everyone, okay. Doctor will visit and treat for patients. Okay. Treat for patients. Nurse will be injection. Okay. That's enough. Okay, được rồi. Ví dụ như là cái công việc của em ấy hàng ngày trong cái bộ phận của mình là mình sẽ phải chăm sóc bệnh nhân này đúng không ạ? Rồi thì tiêm thuốc cho bệnh nhân đúng không ạ? Vậy câu này sẽ là our main responsibilities are tiêm thuốc đúng không? Là injecting patients, allocating tier hoặc là phân phát á. Care of patients. Taking care of patients. Được chưa? Chăm sóc bệnh nhân. Ok chưa cả lớp? Rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nhỉ mọi người nhỉ? Còn gì nữa không? That's all đúng không? Hết rồi đúng không ạ? Ok. Nào tiếp tục. Câu của Hải Yến thì có câu bên dưới là chúng tôi không có overseas branch bởi vì chúng tôi là một local people, local hospital đúng không ạ? Because we are a local hospital, so we don't have any overseas branch. Hết rồi. Bệnh viện tại địa phương. Good. Nào tiếp tục ạ. Trần Hoa. Chị Liên Bùi chuẩn bị nhá. In my company, there are four departments. They are accounting, purchasing. 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 Đúng rồi. Purchasing. Cũng đi Trần Hoa cứ xinh ở trên sing purchasing. Purchasing. And director. And Rochet. And gì? Rochet. Là cái gì? Dự án á, không dự án á không? A project. Rochet. Project department. Không phải pro đâu nhé, em cứ ro là cô tưởng là cái từ protect ấy. Nhưng cái từ này không đọc là pro đâu, mà đọc là project. 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 Okay. There are 24 people in my company. Okay. I work in accounting department. Em hiện tại nhá, cái công ty của mình khi mà mình làm trong cái dự án hoặc là cái phòng ban của mình làm thì mình làm những cái gì? I touch
I make sure my task is to make sure. Sure. Nhưng mà câu này nên sử dụng verb nhé. My tasks are to make sure. Sure gì? Money. The money thing. The money sign is correct. Đúng không? Đúng không ạ? Là những vấn đề liên quan đến tiền bạc là phải chính xác. Yeah. Để cho cô sử dụng từ the money sign, tức là những cái gì liên quan đến tiền bạc is correct là đúng. Còn gì nữa không? Không, cô. Em đang chính xác là làm cái gì, cô ý thêm cho em nào. Đang làm bộ phận gì? Kế toán. Kế toán, đúng rồi. Ngoài ra kế toán là phải là người lập lên cái gì ạ? Thu chi, báo cáo, đúng không ạ? Đúng không ạ? Hoặc là dự toán về chi tiêu. Đấy, cô đấy sử dụng là đầu tiên là view budget planning. Budget. Đúng không ạ? Là xây dựng kế hoạch chi tiêu. Tiếp tục ạ, tư vấn cho consult the VOD with the financial plan. Cho cái bộ VOD mà nghĩa là những cái người mà là lãnh đạo ấy, financial plan là kế hoạch tài chính. Làm báo cáo hàng tháng, đúng không ạ? Make monthly report. Được chưa? Work with taxes. Hoặc là tax agency, cơ quan thuế. Làm việc với các cơ quan thuế. Đúng chưa? Tiếp tục ạ, bản thân mình cũng phải là make balance sheet và reports, bảng cân đối kế toán. Cân đối kế toán. Ok chưa? Make balance sheets hoặc là make balance reports. Làm đến bảng cân đối kế toán. Ok chưa? Tiếp tục này em ơi, còn gì nữa nhỉ? Nào nghề của em còn gì nữa không? Cái này là cũng Buffett thôi chứ cô đâu có làm kế toán đâu, cô biết. Đúng. Make rồi, balance đúng. Sheets, đúng report. Đúng không ạ? Mình có phải là người làm lương cho mọi người không? Có đúng không ạ? Chỉ check thôi con, chứ không có làm. Kiểm tra đúng không? Ok, check the payslips of each employee. Check payslips. Payslip là cái bảng kê lương quy chi tiết đấy. Bảng kê lương of each employee. Còn gì nữa không nhỉ? Hết chưa? Hết rồi đúng không ạ? Đấy, vậy đấy là những cái phần mà mình làm nhá. Tiếp tục nào, bạn Liên Bùi ạ. Chị Liên Bùi có nói được không ạ? Cô trai mà nếu mà mình nói về công ty mẹ với công ty con thì mình sử dụng công ty mẹ mình có thể sử dụng là gọi là mother hoặc là the parent company. Được chưa? Hoặc mình có thể sử dụng từ corporation là tổng công ty. Subsidiary. Công ty con nhá. Subsidiary. Được chưa? Ok chưa? Hết chưa? Xong nhá. Nha, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Ở dưới này có một cái bài khóa rất là nhanh, đơn giản thôi, nhưng mà cái bài này không chỉ đơn thuần là mình đọc đâu ạ. Mọi người nhìn cho cô bài này nhá. Yêu cầu mọi người sẽ như sau ạ. Đọc cho cô bài BioPaints International ở bên dưới ạ. Và cô bắt các bạn sẽ phải sử dụng cho cô một cái mảnh giấy hoặc là một cái tờ giấy nào đấy ạ. Viết cho cô cái structure. Structure đây mà nghĩa là cái sơ đồ tổ chức của cái công ty này. Lên trên cái tờ giấy đấy, sau đó là chụp lên trên phần chat để chúng ta sẽ thuyết trình vào cái công ty này khi mà các bạn nói luôn.
trên lớp. Cái lớp có hiểu ý cô không ạ? Mình sẽ viết theo ý hiểu của mình khi mà mình đọc ở đây. Mọi người nhớ cô trong trang 35 nha mọi người nha. Nhìn cô trong trang 35 ạ. Các bạn có 5 phút hoàn thành phần này nên là làm thật nhanh cho cô nha. Lấy một tờ giấy ở trên vở của mình luôn, vẽ ra đấy, sau đó chụp cái sơ đồ hay hình ảnh mà mình đã vẽ ra để nói về cái ý hiểu của mình nhá.
Bạn nào xong rồi thì chụp cho cô lên nhé các bạn ơi. Nhanh nào các bạn ơi, chụp lên cho cô nào. Rồi bạn nào xong rồi ạ, cứ gửi lên cho cô đi nào. Không cần phải hoàn thiện hết đâu ạ. Ok, cô đã nhận được bài của Yến rồi ạ. Ok, thế là ổn rồi, chỉ cần nói như vậy thôi, không cần phải chi tiết quá làm gì cả. Vì chúng ta đang nói trên lớp thôi mà, còn về nhà mình có thời gian để mình gọt giũa sau.
Được rồi ạ. Ok, nào vậy bây giờ mọi người nhìn lên nhá. Chúng ta sẽ nhìn vào bài của từng bạn một nhá. Rồi mọi người nhìn vào bài của Yến nhé, cả lớp nhìn được chưa? Ok, cô thấy bài của Yến làm cũng khá đầy đủ đấy ạ. Nào mời mọi người nhìn vào bạn Yến nha. Khi mà mình giới thiệu về một cái gì đấy, em sẽ sử dụng cấu trúc giới thiệu này. Giới thiệu vấn đề. Đầu tiên sẽ là Hello everyone, my name is Lê Hải Yến. À, Bùi Hải Yến. Hello everyone, my full name is. Please call me something như chúng ta đã học đúng không ạ? Today, I would like to show you the structure of international biopaints, đúng không ạ? Rồi, nào, mời Yến nào. Khi trình bày thì mình đã nói là as you can see from the picture, đúng không ạ? Như bạn đã thấy trên ảnh. Học thuộc lòng nha. Giới thiệu vấn đề là phải học thuộc lòng nha. Cuối cùng thì thông thường các bạn sẽ nói rằng that's all. That's all I wanna share. That's all I wanna share. Thank you for listening gì đấy. Đúng không ạ? Nào mời em. Nói từ đầu luôn ạ. Đúng rồi. Cái này là cô đang giới thiệu thôi, còn em phải nói từ đầu chứ. Hello everyone. My hello name... Hello nha. Hello. Hello. Hello everyone. My full name is Bùi Hải Yến. Please call me Yến for short. Today, I would like to show the structure of international biopaint. As you can see from the picture. Professory. Công ty này có bao nhiêu nhà máy? This company has. This company has two factory. Đúng rồi, two factories. The first in Australia. And the second in Singapore. Đúng rồi. The general manager in Australia is Philip and Singapore is Lee Bon Eng. Okay. They have to cooperate with Joshua Harris, who is production manager. Okay. Rosemary Bloom. Isa. Em cứ nhìn vào cái phần mà em vẽ thôi, đừng nhìn vào trong sách. Cứ nhìn vào ý hiểu của em là được. Marketing manager. Okay. Wilmington is a finance director. Treasury Spencer is personal manager and training manager. Okay. And Brian Jones is planning department. Yes. That's all I wanna say. That's all I wanna share. Đúng rồi đấy. Ok, được rồi đấy. Vậy trong phần này thì bạn đã nói về những cái phần đấy, nhưng mà khi nói thì mình cố gắng mình thêm những cái từ vựng để bổ sung những thêm ý, ví dụ như là firstly, secondly, next, then, after that, đúng không ạ? Các từ nối nhá. Để cái bài của mình nó nghe nó sẽ kết nối với nhau hơn. Được chưa?
nghe nó kết nối với nhau hơn, chứ nếu mà không thì mình sẽ thấy rằng nó cứ bị tách nó ra, được chưa? Nữa đầu tiên là the first is, the second is, next, the last is, đấy kiểu như thế. Được chưa? Ok ok chưa bạn ơi? Ok, rồi tiếp tục ạ. Bạn tiếp theo nào. Nào, bạn Trần Hoa nhanh lên. Hello everyone. My full name is Trần Thị Hoa. Please call me Hoa. Ok, à, quên mất cô chưa show cái hình ảnh của bạn Hoa. Ok, quên đợi cô một tí nhé. Cô mở ra. Nhưng mà bài của bạn Hoa thì nhìn nó sẽ hơi ít ít từ. Cứ nhìn vào cái bài của mình để trả lời thôi nhé, không cần phải. Today I would like to show the structure of international pile paint. Okay, bio paint, nhưng mà pile paint nha, không bật hơi. Bio paints. Bio paint. Right. As you can see from the picture. As you can see from the picture. Gì nữa nhỉ? There are two factories. Factories. Factory. Đúng rồi. Factory and 200,000 employees. Rồi 200,000 là 200,000 đấy. 2,000 thôi. Nhầm cơ. 2,000 employee. The factory in Australia. Cô cho em hỏi cái từ bơ ở đây là cái tên của nhà máy hả cô? Em cứ nghĩ là Australia đấy em ạ. Bên gì nhỉ? Sao nhỉ em? Cô đang chưa hiểu ý của Hoa hỏi là gì? Cái là cái bơ là cái tên của nhà máy đó hả? Hay là đúng nó rồi, không phải là tên nhà máy mà cái này là nơi đặt nhà máy. Một bên là Perth, Australia, là Perth, Australia bên Úc, được chưa? Một bên là Singapore. Em đang mặc định nó là Perth chính là Australia và sao còn một cái Singapore nữa. Singapore. Okay, and in Australia yeah. Now, that is the the headquarter plane. There are six departments include administration administration department. Bỏ đi bác mình được không cô? Administration được rồi, xong cái từ department mình sẽ nói cuối. Administration. Administration. Production. Marketing. Production. Không phải product. Production. Production. Shin. Mike. Dòng không lên. Production. Shin. Right. Marketing. Finance. And finance. Personal and training department. Personnel, nhưng mà personal, yeah, personnel. Bộ phận nhân sự, yeah. Personnel. Yeah. And training department. Đúng rồi. Philip is the general manager.
in a factory, in a bird factory. Okay. And Lee Bon in the general manager in factory in Singapore. Singapore. Tiếp tục nào, còn gì nữa không nhỉ? Đó là còn chưa ghi thông tin. Được rồi, ok ạ. Nào tiếp tục ạ, bạn tiếp theo. Còn hai bạn nữa, cô chưa thấy cái bài nhỉ? Anh em ơi. Quên gửi lên luôn nhé để cho mọi người nhìn em nhé. Rồi ok, nào mọi người nhìn vào bài của Uyên nhá. Mà em nói em cứ nhìn vào bài thôi, cứ nhìn vào bài thôi chứ đừng có nhìn vào sách nhá. Hello everyone, my full name is Uyên. Please call me Vera. Today I would like to show the structure international biopaint. Okay, biopaint. Biopaints. Đúng rồi. As you can see from the picture, there are five purposary. Now, em phải giới thiệu luôn là có mấy nhà máy. There are two. As you can see from the picture, there are two factories. Có hai nhà máy. Firstly, one is in Australia. Yes. Other one is Singapore. Is in Singapore, chính xác. Very good. Tiếp tục. In Australia. There are five departments. The first of the first department. The first department is production. Là sao? Kiểu như em nên giới thiệu từng bộ phận. Đúng rồi, thế ví dụ mình nói là cái gì đấy thuộc về cái gì để sử dụng từ nào belongs to. Cái gì đấy, ví dụ như department belong to cái gì đấy nhá. Nói đi em ơi. Belong to thuộc về cái gì đấy? Production. Kiểu như là belong to xong mình liệt kê ra không? Belong to production, marketing, finance, personal, human resource department. Personal resources department được. And purchasing department. Đúng rồi, purchasing department.
Next one. Mr. Rails Harris is a production manager. George Harris. George Harris. George Harris is production manager. Okay. In Perth Factory, Australia. In Perth Factory, Australia. Australia. He corporate with marketing manager. Marketing manager. Mr. Rosemary Broom. Yeah, Rosemary Broom. Cái gì nữa? Rosemary Broom làm sao? Mr. Chịu trách nhiệm về cái gì đấy? To be in charge of. Okay. Mr. Philip. Is responsible to rail marriage. Okay. Miss Wellington is in charge of finance director. Yes, finance director. Mr. Rex Center Spencer. Okay. It belongs to them. Okay, câu này là belongs to chứ không hề có be is belong to. Belong thuộc về cái gì đấy? Belong to personal manager, personal department. Manager, okay, personal department, personnel department, nhá. Now. Personnel department. Personnel department. Rồi, ok. Được chưa nào? Rồi nhá. Vậy bây giờ về nhà mọi người sẽ có cái nhiệm vụ như sau nhá. Cả lớp ơi, chị Thu Hà thì làm được phần này chứ chị ơi. Mình trình bày luôn về phần này được chưa ạ? Thu Hà. Mình mở cái chụp lên ạ, xong chụp lại cho cô. Cho mẹ. Thế nếu như không thì thôi nhé. Bây giờ nhà chúng ta sẽ có yêu cầu nhiệm vụ về nhà đây mọi người nhé. Chúng ta sẽ có này, trình bày bằng cách thuyết trình lại về công ty Biopain International. Được chưa? Yêu cầu mọi người cũng làm như vậy cho cô nhá. Viết mind map này, liên quan đến structure. Vẽ mind map structure. Bởi vì ở nhà thì mình có nhiều thời gian hơn nên mọi người chỉnh chu cái phần này cho cô nhá. Trên mind map chúng ta sử dụng keyword. Và sau đó mình sẽ quay video nói bài này. Mình sẽ nộp cho cô vào ngày 22 tháng 4 2022 ạ. 23 ạ. Được chưa cả lớp ơi? Nhớ nhé, mình sẽ phải thuyết trình về cái vấn đề này ạ. Ví dụ nhá, mình sẽ vẽ ra một cái tờ giấy như thế này. Sau đó trình bày, hello Miss Hang, today I'm going to tell you about the structures of international biopaints. The structure of international biopaints. Yeah. As you can see, there are two factories. One is in Perth, Australia, and one is in Singapore. Philip Nine is the general manager of Perth factory, while Lee Bung In in Singapore is in charge of the other plant. Cả lớp có hiểu như không ạ? Rồi, mình về mình trình bày, bởi vì rõ ràng ở trên đây mình đã viết rồi ạ. Thì mình không cần học thuộc lòng nữa.
nhưng mà nhớ chỉ sử dụng keyword ở đây thôi nhé, chứ không phải là các bạn viết dài ra là ai là người chịu trách nhiệm thì này thì kia, thì nó sẽ rất là mất thời gian và như thế là cũng không đúng với việc là mình thể hiện nó trên mind map. Các lớp hiểu chứ không ạ? Các lớp hiểu chưa? Rồi đúng không ạ? Nào bây giờ chúng ta tiếp tục nha, mọi người nhìn tiếp cho cô này. Ở dưới có mấy câu trả lời, ở câu hỏi trả lời thì chúng ta trả lời nhanh thôi nhá. Phần này cũng có thể về nhà trả lời được. Bây giờ chúng ta sẽ có một phần, đây là phần luyện dịch này. Chúng ta sẽ có 5 câu nhé mọi người ơi. Chúng ta sẽ làm một câu, hai câu trên lớp thôi vì không có đủ thời gian. Chào mừng mọi người ạ. Làm nhanh cho cô. Ok nha chị Mai ơi, thì mình nhìn cho em vào trong cái phần luyện dịch ấy, nhanh lên nhá. Chúng ta đang có cái câu bên dưới. Ok, câu 1 này.
Ở đây có mấy bạn gõ rồi nên là cô sửa luôn nhá. Câu 1. International biopane company is managed by managers all in the building field. Lĩnh vực ở đây sử dụng từ field là đúng rồi. Nhưng các bạn muốn nói rằng là lĩnh vực ở đây dùng construction field nhé. Construction field, lĩnh vực xây dựng. Bây giờ có vật liệu xây dựng thì sao? Vật liệu thì sử dụng là construction material fields. Construction material fields. Được chưa em ơi? Lĩnh vực xây dựng. Construction material field. Thêm bỏ chữ S gì? Được chưa? Quản lý hàng đầu, có cái từ hàng đầu em quên rồi. Từ top. International biopaints company is managed by managers all in the building field. Câu này sai rồi. Nguyên xử lý lại nhá. Câu của chúng ta là công ty international được quản lý bởi các nhà quản lý hàng đầu. Ô, hàng đầu cũng có nhầm hàng đều. Xin lỗi, đó đầu đến đầu nhá. Hàng đầu. Về lĩnh vực xây dựng. Top manager in construction material field. Đấy. Họ không cần field nữa. In construction materials là đủ rồi. International company is managed by manager on top. Không đúng ạ. Top managers. Top managers. International biopaint company is managed by top managers in construction material field. International biopaints company is managed by top manager. Thêm chữ S gì vậy đi? Top managers in construction material field. Không chữ S gì đâu ạ, mọi người đang xử lý S gì nó cứ lung tung hết cả ấy. Ai sai ở đâu thì xử lý lại đi. International company, biopaint company has been managed. Câu này sử dụng has been managed thì sẽ đúng hơn nhé. Hiện tại hoàn thành nhé chị Mai Thu Hà. Has been managed by the best manager. Nếu mà là management ạ. Ở đây là những người quản lý ạ. Manager in the construction material field. International biopaint company is managed or controlled by the leading manager in the field of building materials. Đúng rồi, đoạn sau Hải Yến xử lý đúng rồi đấy. Xong chưa? Rồi nha, vậy về nhà dịch cho cô 4 câu trên ạ. Theo bước số 2, số 1 ạ. À, số 2 chứ nhỉ? Dịch 4 câu trên. Lên status. Và các bạn về nhà xem trước video. Hôm trước các bạn đã làm về phần I am mountain chưa nhỉ? I am mountain là cả lớp làm chưa? Các bạn ơi, các bạn xem trước I am mountain nha. Để về sau, ở buổi sau chúng ta sẽ học về shadow nhé. Buổi sau học shadow. Rồi, cô cứ gửi cái ổ phần I am mountain vào trong ổ của chúng ta đấy ạ. Mọi người về nhà xem trong ổ của mình nhé. Ok, so that's all for today. Bye bye everyone. Các bạn có cần câu hỏi gì không ạ? Dạ không ạ. Rồi, ok. Vậy hôm nay chúng ta học đến đây nhé. Xin chào mọi người. Bye bye everyone. See you. Bye bye.